Hello anh em, Mi Game tôi đã quay trở lại rồi đây. Sở thú là nơi bất cứ đứa trẻ nào cũng muốn tham quan một lần trong đời. Vì trong sở thú chúng ta sẽ được nhìn thấy ngựa khá bảnh, voi hướng nội, hổ thân thiện, vân vân. Nhưng mấy cái sở thú ấy xưa rồi. Hôm nay tôi sẽ dẫn anh em đến một cái sở thú siêu đỉnh. Sở thú ở Bình Dương cũng không có tuổi. Sở thú ấy xuất hiện trong tựa game Zoonomaly. Thay vì được tham quan và chiêm ngưỡng những con thú thông thường, trong sở thú độc lạ này, anh em sẽ được diện kiến những con vật đến từ một chiều không gian khác. Để biết cụ thể là chúng là những sinh vật thế nào, thì ấn vào cái nút đăng ký phía dưới giúp tôi trước đã. Tôi sẽ phát cho anh em tấm vé tham quan sở thú miễn phí cả đời. Ấn xong rồi thì cùng tôi đến với Zoonomaly nhé. Mở đầu game, anh em sẽ được giới thiệu một bảng mô tả nhiệm vụ. Đây cũng chính là công việc anh em phải làm trong game để có thể phá đảo trò chơi cũng như tìm ra những bí ẩn của tựa game này. Công việc mà nhân vật chính nhận được điều hành bởi một tổ chức mang tên Keeper of Blomada. Giám đốc của tổ chức này có tên là Alice Ataman. Trên bản nhiệm vụ ấy, anh em sẽ thấy nó mang số hiệu 3117, tức là trước đây có rất nhiều những nhiệm vụ như thế này được diễn ra rồi. Nhiệm vụ lần này được diễn ra tại sở thú El Berrelo. Anh em cũng không cần tốn công lên mạng tìm cái sở thú này đâu, vì nó chỉ có ở trong game mà thôi. Codename của nhiệm vụ này có tên là Zoonomaly. Đây cũng chính là tên của tựa game từ Zoonomaly, theo tôi đoán là viết tắt của Zoo và Anomaly, dịch ra là sở thú kỳ dị hay sở thú độc lạ. Tiếp đến là phần mô tả nhiệm vụ, sở thú El Berrelo được cho là đã bị xâm chiếm bởi một đống quái vật từ một chiều không gian khác. Chiều không gian ấy được gọi là Blomada. Để dễ dàng trong việc phân tích thì tôi cũng sẽ gọi lũ quái vật là Blomada luôn anh em nhé. Nguyên nhân là do có kẻ nào đó đã can thiệp đến cánh cửa lớn nằm bên trong sở thú, khiến cho lũ quái vật xuất hiện tại đây. Nhiệm vụ của nhân vật chính là phải thu thập thêm 20 mảnh chìa khóa đã bị phân bố rải rác khắp sở thú, ghép chúng lại thành một chiếc chìa khóa hoàn chỉnh, dùng nó để mở cánh cửa kia, sau đó tìm cách ngăn chặn sự phá hoại của lũ Blomada. Nhưng việc tìm kiếm và thu thập 20 mảnh chìa khóa không hề đơn giản một chút nào, vì toàn bộ sở thú được xây dựng giống như một mê cung khổng lồ. Để hỗ trợ cho nhân vật chính, thì bên phía công ty cung cấp cho anh ta một thiết bị có tên Blumobank. Nó giống như một chiếc đèn pin phát ra ánh sáng đặc biệt để đẩy lùi những thực thể Blumada. Ngoài ra thì ánh sáng từ thiết bị này có thể giúp cho nhân vật chính nhìn thấy được những dấu vết mà mắt thường không thể nhận biết được. Nhận xong bảng nhiệm vụ, nhân vật chính bỗng thấy bản thân vừa tỉnh dậy trong một sở thú nguy hiểm. Đây chính là sở thú El Berrelo được nhắc đến trong bản nhiệm vụ kia. Dường như nhân vật chính không nhớ bất cứ chuyện gì trước đó. Anh ta chỉ biết rằng giờ đây anh ta phải thu thập 20 mảnh của chiếc chìa khóa mà thôi. Nhờ vào sức công phá của Blomobank, nhân vật chính thành công và được khuôn viên chính của sở thú. Có thể thấy bảng hiệu gốc của sở thú đã được thay thế bằng cái tên Zoonomaly. Điều đáng quan tâm hơn là trong sở thú này rải rác rất nhiều những dòng chữ được viết bằng những lọ sơn màu xanh rạng quang. Nội dung của những dòng chữ ấy cung cấp cho chúng ta một manh mối khá quan trọng và thú vị liên quan đến cốt truyện của game. Nội dung của những dòng chữ ấy đề cập đến việc có một người nào đó xem lũ quái vật trong sở thú như những người con của mình. Người đó muốn xây dựng sở thú thành một thánh địa cho lũ Blomada sinh sống. Đồng thời kẻ đó cũng không muốn bất cứ ai đến gần sở thú này, đặc biệt là tránh xa lũ quái vật mà người đó xem là con. Dựa vào bằng nhiệm vụ xuất hiện ở đầu game, tôi có thể khẳng định, người cố tình can thiệp vào hệ thống của sở thú khiến cho lũ quái vật xuất hiện chính là kẻ đã để lại những dòng chữ này. Hắn ta đang muốn tạo ra một nơi chỉ để nuôi những con quái vật từ Blomada. Tuy nhiên mục đích thực sự của hắn là gì thì vẫn chưa rõ. Quay trở lại với nhiệm vụ của nhân vật chính, dựa vào thiết bị Blomobank, anh ta dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng cũng có thể thành công thu thập được 20 mảnh chìa khóa. Sau đó ghép 20 mảnh chìa khóa này thành một chiếc chìa khóa hoàn chỉnh. Dùng chiếc chìa khóa ấy, nhân vật chính đã thành công mở được cánh cửa ở giữa sở thú. Phía sau cánh cửa là một căn phòng rộng lớn với một cỗ máy có hình dạng giống như chiếc Blomobank của nhân vật chính nhưng kích thước lớn hơn. Nhiệm vụ của nhân vật chính là phải tìm cách tắt chiếc máy này đi, như thế mới có thể khiến cho lũ quái vật đang lảng vảng phía bên trong sở thú quay trở về với chiều không gian Blomada. Nhưng nhiệm vụ tắt chiếc máy ấy không hề đơn giản một chút nào, vì ở dưới căn phòng này có một con quái vật mang hình dáng của một con mèo. Nó sẽ liên tục tấn công anh em một cách điên loạn, nó còn điên hơn cái cách mà Catnap thể hiện tình cảm với anh em trong Poppy Playtime nữa. Bằng tất cả sự tỉnh táo cũng như can đảm, nhân vật chính vẫn thành công trong việc đẩy lùi con mèo và tắt chiếc máy kỳ lạ trong căn phòng. Nhờ vậy mà toàn bộ những con quái vật xuất hiện trong sở thú cũng dần biến mất. Có lẽ chúng đã được gửi về lại chiều không gian Blomada. Ngay sau đó thì giám đốc Alice Ataman cũng gửi một bức thư chúc mừng cho nhân vật chính vì đã hoàn thành nhiệm vụ khó khăn trên. Đồng thời vị giám đốc này cũng hứa sẽ tiếp tục liên lạc với nhân vật chính trong tương lai. Điều này đồng nghĩa với việc tựa game vẫn được phát triển những phiên bản tiếp theo. Toàn bộ nội dung chính của Zoonomaly khá ngắn, tuy nhiên nếu có chơi qua tựa game này rồi, anh em sẽ biết thời lượng gameplay của nó không hề ngắn một chút nào. Những thử thách hay câu đố của game cũng không quá khó, nhưng để có thể thu thập được đầy đủ 20 mảnh chìa khóa thì anh em cũng khá chật vật do bản đồ trong game được bố trí rất phức tạp. Hay cụ thể hơn thì trong sở thú Zoonomaly có nhiều khu vực được xây dựng rất cầu kỳ. Theo như tôi suy đoán thì những công trình phức tạp trong sở thú thực chất là do kẻ bí ẩn kia đã cố tình làm như vậy. Hắn ta không muốn có người thu thập được những mảnh chìa khóa, nên đã cho xây dựng lại khu sở thú một cách cầu kỳ và gây ra rất nhiều khó khăn cho việc di chuyển.
Nhưng đến đây sẽ có một chi tiết khó hiểu, toàn bộ những công trình trong sở thú thực sự rất khó để có thể xây dựng bởi một người. Hay nói cách khác thì với sức của một mình kẻ bí ẩn kia thì hắn ta không thể tạo ra được những công trình thế này. Do đó tôi đoán rằng không chỉ một mình hắn ta muốn sở hữu những con quái vật đến từ Blumoda mà phía sau đó là cả một thế lực to lớn. Vì chỉ có những công ty hay tập đoàn bí ẩn nào đó mới có đủ tiềm lực để cải tạo lại một khu sở thú lớn như thế này. Nhưng để biết được sự thật về cái tổ chức bí ẩn ấy thì trong game gần như không có bất cứ manh mối nào. Tổ chức duy nhất mà chúng ta biết được trong game là tổ chức Keepers of Blumoda. Nhắc đến tổ chức Keepers of Blumoda thì tôi cũng có đôi chút hoài nghi về cái tổ chức kỳ lạ này. Theo như lá thư chúc mừng nhiệm vụ thành công một cách viên mãn cho nhân vật chính, trong thư thì giám đốc của tổ chức có đề cập về việc họ sẽ tạm thời tịch thu chiếc máy có hình bông hoa kỳ lạ để nghiên cứu thêm. Mà như tôi đã nói, chiếc máy này có tạo hình rất giống với thiết bị Bloom Orbang, nên tôi nghi ngờ thực chất thì chiếc máy tính có hình bông hoa kia cũng là sản phẩm của tổ chức Keepers of Blumoda. Nên giờ tôi sẽ đưa ra những giả thuyết theo hướng tổ chức Keepers of Blumoda là kẻ đứng sau tất cả anh em nhé. Bắt đầu từ bảng nhiệm vụ của tổ chức này dành cho nhân vật chính, dựa vào số hiệu trên bản nhiệm vụ thì chúng ta biết được rằng ngoài nhiệm vụ tại sở thú El Bereloza thì tổ chức này còn cử rất nhiều người khác đi làm nhiệm vụ ở những sở thú khác rải rác khắp thế giới. Và tổ chức ở Keepers of Blumoda chỉ đang làm nhiệm vụ tại một khu sở thú El Berelo mà thôi. Nhưng trước đó đã có rất nhiều người thất bại nên số hiệu của nhiệm vụ đã tăng lên tới 3117. Mặc dù phải đối đầu với những sinh vật đến từ một chiều không gian khác, nhưng tổ chức Keepers of Blumoda lại biết được rất nhiều thông tin về điểm yếu của lũ quái vật này. Nên từ đó mà tôi đoán rằng, thực tế thì lũ quái vật không hề đến từ chiều không gian khác, mà chúng được chính tổ chức Keepers of Blumoda tạo ra nhờ vào chiếc máy tính có hình bông hoa mà chúng ta thấy được ở cuối game. Họ đã tự thêu dệt nên câu chuyện về những sinh vật đến từ chiều không gian khác. Họ đặt tên cho chiều không gian ấy là Blumoda. Cái tên này dựa vào tạo hình của thiết bị đã tạo ra lũ quái vật. Từ Bloom có thể hiểu theo nghĩa là bông hoa hoặc nở rộ, giống như tạo hình của cỗ máy cũng như cái cách mà cỗ máy hoạt động. Câu hỏi đặt ra lúc này, tại sao tổ chức Keepers of Blumoda lại phải tạo ra những thứ quái gở như trên? Tôi có hai giả thuyết cho câu hỏi trên. Giả thuyết thứ nhất, Keepers of Blumoda muốn tạo ra một sở thú độc lạ, từ đó mà họ có thể thu về một khoản lợi nhuận cực lớn cho những con thú kỳ dị mà họ có. Những thông điệp trong sở thú được chính công ty Keepers of Blumoda viết ra để tránh người ngoài xâm nhập vào sở thú, cũng tránh việc có một ai đó nhúng tay vào quá trình thí nghiệm của họ. Tuy nhiên, đã có một biến cố nào đó xảy ra trong quá trình thí nghiệm, lũ quái vật hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức. Từ đó mà họ buộc phải tìm kiếm những người từ bên ngoài đến để giải quyết lũ quái vật, vì chỉ những người bên ngoài mới không biết sự thật về lũ quái vật này, và nếu họ có chết trong quá trình làm nhiệm vụ thì cũng chẳng có bất cứ thiệt hại nào đối với tổ chức Keepers of Blumoda. Lý do tôi đoán nhân vật chính là một trong những người được thuê từ bên ngoài chứ không phải trực thuộc tổ chức Keepers of Blumoda là dựa vào dòng chữ chào mừng tân binh trong tờ nhiệm vụ đầu game. Rõ ràng đây là một nhiệm vụ nguy hiểm và không hề đơn giản. Tổ chức Keepers of Blumoda cũng không hề có bất cứ thêm thiệt hại nào về nhân sự nên họ không thể cử một tân binh đi làm nhiệm vụ này được. Nên rõ ràng nhân vật chính là một người được thuê từ bên ngoài. Giả thuyết thứ hai, tổ chức Keepers of Blumoda đã tạo ra những con quái vật kỳ dị này với mục đích mua vui. Họ muốn tạo ra hàng loạt những con quái vật nguy hiểm, sau đó sẽ cho người đến để tiêu diệt chúng giống như một trò chơi sinh tử vậy đó. Và nhân vật chính mà chúng ta chơi chính là người thứ 3117 góp mặt trong thí nghiệm của họ. Trước đó đã có 3116 người không thể vượt qua được. Có thể thấy, nhân vật chính của chúng ta không hề có bất cứ thông tin nào. Điều này đồng nghĩa với việc trước đó nhân vật chính có thể đã bị tổ chức Keepers of Blumoda tẩy não hoặc xóa ký ức. Từ đó mà nhân vật chính mới có thể tập trung 100% vào nhiệm vụ sinh tồn trong Xenomaly. Nhưng nếu chỉ với mục đích mua vui cho giới nhà giàu thì cốt truyện game có phần hơi nhạt nhòa, nên tôi nghĩ mục đích sâu xa của tổ chức Keepers of Blumoda là tìm ra được những người có đủ phẩm chất và kỹ năng gia nhập vào tổ chức của họ. Còn tại sao tổ chức Keepers of Blumoda lại tuyển những thành viên ưu tú thì hãy đến với phần phân tích những con quái vật xuất hiện trong game. Nhờ vậy chúng ta mới có thể hiểu được phần nào đó mục đích của tổ chức Keepers of Blumoda. Trong toàn bộ quá trình khám phá sở thú Xenomaly, anh em sẽ bắt gặp rất nhiều những con quái vật mang hình thú kỳ dị, đáng sợ, thứ được tổ chức Keepers of Blumoda cho là có nguồn gốc từ chiều không gian khác. Nhưng nếu anh em để ý thì đa phần những con quái vật này đều có hình dạng rất quen thuộc, ví dụ như những con vật mắt to và vóc dáng nhỏ này chúng rất giống loài ếch, hay con quái vật di chuyển bằng bốn chân này khá giống với loài thằn lằn khổng lồ. Những con vật này thì giống với loài khỉ, có con mồn lèo có tạo hình rất giống catnap, thậm chí là có cả những con quái vật giống với loài cá nữa. Chứng tỏ những con vật này có nguồn gốc từ những loài động vật thông thường, nhưng sau khi trải qua các đợt thí nghiệm của Keepers of Blumoda thì chúng đã đột biến và mang hình dáng đáng sợ như thời điểm hiện tại. Nhưng đến đây, chắc chắn vẫn có người thắc mắc về những con quái vật có tạo hình giống như con người, thậm chí là có cả loài cao lêu nghêu như Slenderman thì sao? Đối với con vật có vóc dáng giống con người, dựa vào quần áo trên người nó thì tôi đoán con vật này trước đây đã từng là nhân viên của sở thú, họ cũng đã bị đem đi thí nghiệm nên biến đổi thành hình dạng quái vật như hiện tại. Chứng tỏ, tổ chức Keepers of Blumoda còn tiến hành thí nghiệm lên cả con người nữa, nên có thể những người có mặt trong nhiệm vụ của tổ chức cũng sẽ được đưa đi ra làm thí nghiệm nếu như họ không thể thành công vượt qua thử thách thu thập thêm 20 mảnh chìa khóa. Còn về phần con quái vật có tạo hình giống Slenderman khổng lồ,
thì tôi cũng chịu, không rõ nguồn gốc của nó là từ đâu anh em ạ. Có thể là cũng từ con người, nhưng bị một loại đột biến khác khiến cho nó cao lớn bất thường. Dù được tạo ra từ rất nhiều những loài động vật khác nhau, nhưng điểm chung của những con quái vật này đều có kích thước lớn hơn bình thường và chúng sở hữu một chiếc miệng rộng với hàm răng sắc nhọn đáng sợ. Chứng tỏ khi tạo ra những con vật này, tổ chức Keepers of Lumada thực sự muốn biến chúng thành những cỗ máy giết chóc đáng sợ. Và để có thể kiểm soát được lũ quái vật, thì họ dùng thiết bị Blue Mobile có thể phát ra ánh sáng xanh với cường độ cao để áp chế chúng. Đây cũng chính là thứ ánh sáng đã biến những con vật bình thường trở thành lũ quái vật như ở thời điểm hiện tại. Minh chứng là khi anh em dùng chế độ quan sát đặc biệt của Blue Mobile, trên màn hình của thiết bị sẽ hiển thị màu sắc của lũ quái vật và màu xanh lá. Nó hoàn toàn trùng khớp với màu của thứ ánh sáng được phát ra ở thiết bị có hình bông hoa. Điều này chứng tỏ ánh sáng màu xanh kia chính là nguồn năng lượng của quái vật. Thứ ánh sáng ấy cung cấp một nguồn năng lượng quá lớn, khiến cho con người và động vật tiếp xúc với nó bị biến đổi. Giống như các bộ phim giả tưởng vậy, khi tiếp xúc với những chất phóng xạ màu xanh thì người ta sẽ bị đột biến. Khi anh em dùng ánh sáng của thiết bị Blue Mobile chiếu vào quái vật thì chúng không thể bị tiêu diệt, chúng chỉ bị choáng trong một quãng thời gian ngắn mà thôi. Có lẽ thiết bị này dùng để khoách lại năng lượng của ánh sáng xanh, nên khi lũ quái vật tiếp xúc sẽ bị đẩy lùi một chút. Để có thể tiêu diệt toàn bộ lũ quái vật thì chúng ta cần phải hoàn toàn tắt nguồn phát ra ánh sáng xanh, chính là thiết bị có hình bông hòa nằm ở trong căn phòng dưới lòng đất. Tổ chức Keepers Blue Mobile đã nói rằng đây là thiết bị tạo ra cánh cổng dẫn dụ lũ quái vật đến, nhưng khi cỗ máy này hoạt động thì chúng ta vẫn thấy chẳng có bất kỳ cánh cổng nào, thậm chí số lượng quái vật trong khuôn khổ sở thú cũng chẳng tăng lên theo thời gian, chứng tỏ câu chuyện về chiều không gian Blue Mobile hoàn toàn là nói điều. Khi cỗ máy được tắt đi thì lũ quái vật đã bị tan biến do không còn nguồn cung cấp năng lượng cho chúng nữa, chứ không phải chúng được gửi lại về chiều không gian của chúng. Tóm lại, toàn bộ mọi thứ diễn ra trong Zunomaly đều chịu sự kiểm soát của Keepers of Blue Mobile. Họ đã tự thêu dệt ra mọi thứ, tìm kiếm những ứng viên tài năng để tham gia vào các cuộc thử nghiệm của họ. Cơ mà mục đích cuối cùng là gì thì chúng ta vẫn chưa có manh mối để có thể suy đoán, nên đành phải đợi thêm những bản cập nhật mới hoặc một phần game khác thôi anh em ạ. Hoặc cũng có thể những suy đoán ở trên của tôi là sai, nên dù sao thì cũng phải đợi thêm thông tin thôi anh em ơi. Suy cho cùng thì video này làm ra để xem cho vui thôi nhá, chưa vui thì đợi khi nào vui rồi xem cũng được. Ok, trên đây là toàn bộ những phân tích của tôi về tựa game Zunomaly. Nhìn chung thì đây là một con game mới nên nó cũng có khá nhiều điều thiếu sót, nhưng với những gì mà game đã thể hiện thì tôi hy vọng tác giả của tựa game sẽ ra thêm những phần game mới để giúp chúng ta giải đáp toàn bộ những uẩn khúc trong tựa game này. Do phần giải đấu của game có phần nhàm chán, nhưng bầu không khí mà game tạo ra lại rất tốt, đặc biệt là phần âm thanh, đúng chất game kinh dị sinh tồn luôn anh em ạ. Nên nếu như muốn có thêm phần 2 để tôi phân tích hay để anh em trải nghiệm thì ấn vào cái nút đăng ký phía bên dưới giúp tôi nha. Nhiều người đăng ký thì sẽ có thêm nhiều người biết đến game, mà nhiều người biết đến game thì tác giả mới có thêm động lực để làm phần 2. Giờ thì chuyên mục trả lời bình luận đã quay trở lại rồi đây. Bạn Phong Phạm hỏi anh là người cá hay sao mà ở giữa đáy biển vẫn quay video được. Tôi không phải người cá đâu bạn ơi, tôi là người mà ai cũng có thể yêu thương, người đem đến niềm vui cho anh em MiFan, người đang rất cần sự trợ giúp của anh em để lên được 2 triệu sub. Bạn Hùng Hậu nói đố ông bịa được game TFT. Tôi không có bịa đâu bạn ơi, tôi chỉ chém gió thôi, nhưng mà mấy cơn gió tôi chém đều có cơ sở hết đấy. Còn riêng về TFT thì tôi sẽ làm nếu như anh em giúp tôi lên được 2 triệu sub nha. Ok, hôm nay tới đây thôi, đừng quên khung giờ 18 giờ các ngày thứ 2, thứ 6 hàng tuần để đón xem những nội dung hấp dẫn khác trên Mi Game. Giờ thì cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.